Tổ hợp luật sư Phạm và Nguyễn Law Group tọa lạc tại số 10260 trên đường West Ham ở phòng 207 với sự quản lý của luật sư Kevin Phạm Quang Huy và luật sư Nguyễn Lê Thiên Trang cùng hơn 17 năm kinh nghiệm. Tổ hợp luật sư Phạm và Nguyễn Law Group là nơi đáng tin cậy để bảo vệ quyền lợi của bạn. Luật sư Kevin Phạm Quang Huy với bằng hành nghề tại các tiểu bang Texas, Maryland và Massachusetts đã liên tục thắng nhiều vụ kiện và mang lại nhiều quyền lợi và giúp đỡ hàng ngàn thân chủ thành công trong những hồ sơ khai phá sản, điều đình nợ, credit card, ly dị, dành con, dành tiền trợ cấp và các hồ sơ hình sự, lái xe say rượu, shoplifting và trộm cắp. Tốt nghiệp hạng danh dự từ trường sao Texas College of Law, luật sư Nguyễn Lê Thiên Trang đã, đang và sẽ tiếp tục phục vụ thân chủ trong các lĩnh vực di trú, gia đình, bankruptcy, luật bất động sản, kinh doanh và kiện tụng tranh chấp với bằng thạc sĩ kinh tế và kinh nghiệm làm việc trên cả hai lĩnh vực thương mại và luật pháp. Luật sư Nguyễn Lê Thiên Trang không những giúp thân chủ giành được quyền lợi cao nhất mà còn tư vấn nhiều chiến lược kinh doanh thành công cho nhiều cơ sở thương mại. Tổ hợp luật sư Phạm và Nguyễn Law Group tâm nguyện được phục vụ cộng đồng bằng tất cả nhiệt huyết và luôn đặt quyền lợi của thân chủ lên hàng đầu. Hãy gọi ngay hôm nay 713-789-8010, 713-789-8010 để được tư vấn miễn phí. Seek the truth, deliver justice.